Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món bánh pate nha các bạn. Bánh này mình làm nhà ăn rất là giòn, rất là xốp các bạn, mà rất là vừa ăn luôn ha. Nguyên liệu làm nhân thì gồm có nè: nấm mèo, củ hành, củ sắn, củ cải đỏ, bún tàu và thịt băm. Ăn thua mình làm nhiều ít đó thì mình để ha các bạn. Giờ tất cả chúng ta bầm nhỏ đi, rồi chúng ta đổ vô chung, chúng ta ướp muối, bột ngọt, đường các bạn, tiêu. Ướp khoảng 15 phút nửa tiếng gì đó rồi chúng ta mới bắt lên bếp, chúng ta xào cho nó ngon các bạn. Rồi đây là hột vịt chúng ta đi luộc, chúng ta làm nhân để lên ha. Bột thì có 300 g bột gạo, muối nửa muỗng cà phê, 120 ml nước và 60 g dầu ăn ha các bạn. Mình làm vậy là nó rất là vừa cái da, nó rất là ngon các bạn. Mình đổ vô mình trộn cho nó đều ha. Sau khi trộn đều thì chúng ta rửa tay sạch, chúng ta đi nhồi bột. Cái này làm rất là lẹ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta nhồi nè, nhồi cho bột nó đều lại với nhau. Sau khi bột đều thì chúng ta ủ 1 tiếng đồng hồ sao cho bột nó nở các bạn, rồi chúng ta mới lại làm bánh ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bắt cái chảo lên mình làm nhân. Dầu vô bỏ tỏi vô chúng ta xào. Nhân thì chúng ta ướp nãy giờ cũng thấm mà các bạn. Khi tỏi nó vàng thì chúng ta đổ thịt vô. Xào cho nó săn lại các bạn, nó không có ra nước á. Rồi sau đó chúng ta bỏ hành vô thì chúng ta nêm nếm vừa khẩu. Chúng ta đè đè nó như này các bạn, người ta chát cái bột đó vô lên cái bột mà lớp á. Cái này ông xã mình làm, mình quay nè, ông ngày xưa là chuyên gia làm bánh bía các bạn. Cái da bột này là bí quyết, mấy người bán bánh pate này không có biết cái cách này đó các bạn. Nó làm gì đó các bạn, sau khi làm xong rồi các bạn nhồi lại túm túm là như nè, cho nó thành hình tròn rồi chúng ta mới cán mỏng ra. Ông xã mình làm quen tay làm lẹ thấy không, cách này là ông xã mình mới chỉ mình luôn, nào giờ mình không có biết. Rồi sau khi làm xong thì chúng ta cán mỏng ra như nè các bạn, cán mỏng xong rồi chúng ta để nhân vô, múc cục nhân vừa vừa thôi, đừng múc nhiều quá và cũng đừng ít quá. Chúng ta để trứng vịt lên nè, chúng ta xếp nó lại, mình xếp cho bằng hai cái giáp, hai cái mối với nhau là cái mình ấn ấn đó. Ấn ấn đó, cho nó sát vô rồi cái mình mới là bẻ vô, mình bẻ 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 vô nè các bạn, bẻ bẻ cho nó có cái quai dẹt, cái bánh này cái bánh quai dẹt, bẻ bẻ vô cho nó có cái ngấn đó. Nè thấy không, mình không có khéo đâu, mình mới làm lần đầu luôn á. Nhưng mà nhân mình xào rất là ngon.
cán là mình phải lật lên nha các bạn. Mình lật cái bề kia để trong, còn bề này để ngoài nè. Cái bề bóng để ngoài cho cái bánh mình nó mới đẹp. Để mình xay qua bên đây mình gói cho các bạn coi nó dễ hơn. Các bạn thấy nãy mình làm mấy bên kia thì các bạn không thấy cách bẻ bánh vô nha các bạn. Mình đè nó vô nè nọ, rồi cái mình nhấn ấn cho nó sát vô, rồi chúng ta mới ginh nó lên, chúng ta mới bóp cho nó sát lại, nó sát nhị nàng, rồi chúng ta mới là bẻ vô vậy đó. Đó, bẻ vô, bẻ vô, bẻ vô, bẻ tới hết cái bánh luôn ha. Lúc đầu thì làm chưa có đẹp nhưng mà làm đây thì nó sẽ đẹp đó các bạn. Nó nhớ là ấn vậy đó, cứ việc làm tới ha, làm tới hết luôn. Còn các bạn nào thuận ở dưới bẻ lên cũng được, còn mình thuận ở trên bẻ xuống, làm sao cũng được, miễn nó thành cái bánh quay vạt là được rồi các bạn. Nó đẹp chưa? Mình cán nhớ cán nhẹ nhẹ các bạn cho nó đều ha, để mình thôi cán mạnh mới cho ổ mỏng chỗ dày nó cũng không có ngon. Rồi cứ việc mình làm tới hết đi ha. Rồi sau khi bánh mình làm xong rồi nè, mình bắt cái nồi lên cho dầu hơi khá khá các bạn. Mình chờ dầu sôi mình bỏ vô mình chiên, vừa lửa vừa vừa thôi các bạn, không có nên mạnh quá mà cũng không có nhẹ quá. Nhẹ quá thì nó sẽ bị hút dầu vô, còn mạnh quá thì nó sẽ không có được giòn nha các bạn, bánh nó chín át nó không giòn. Lửa vừa vừa thôi, thấy không, bánh mình chiên từ từ vậy đó các bạn, nhớ là ngập dầu ha. Rồi sau khi bánh mình vàng thì mình vớt ra là chín nữa các bạn, rất là giòn luôn các bạn. Mình chiên lần mấy cái thì mình sẽ đợi cho nó chín một lượt, mình vớt ra xong mình mới bỏ vô chiên thêm cái khác nha các bạn. Chứ mình không được vừa vớt ra vừa bỏ vô thì nó chín không đều thì nó sẽ bị không ngon nha các bạn. Mình chiên mỗi đợt vậy, vớt đợt này lên thì mới bỏ đợt mới vô. Rồi chiên xong hết trơn rồi ha. Bánh của mình sau khi chiên xong rồi các bạn nhìn hấp dẫn chưa, cái màu rất là đẹp, bánh giòn xốp thấy không, phồng lên rất là ngon luôn nè, thấy không, rất đơn giản rất dễ làm luôn các bạn, nhưng mà ăn rất ngon nha. Thấy cái bánh không, nó phồng lên rất là đẹp luôn nè các bạn, để mình cắt thử cho các bạn coi. Rất là ngon thấy không, như hộp dịch thì có đủ rồi. Rất là ngon, rất là vừa ăn các bạn, để mình ăn thử các bạn coi, ngon các bạn. Cái da rất là giòn, rất là xốp, nhưng rất vừa ăn, mặn mặn ngọt ngọt, ngon. Ngon quá chừng các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.